Phố đi bộ thành phố Vinh dù đi vào hoạt động cách đây không lâu nhưng đã thu hút rất đông người dân và du khách tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động chương trình nghệ thuật thú vị sôi động thì vẫn có những hình ảnh chưa thực sự đẹp mắt. Đó là tình trạng xả rác bừa bãi ngay tại phố đi bộ của một số người dân, gây mất vệ sinh và mỹ quan tại đây. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì tôi đang có mặt tại tuyến đi bộ thành phố Vinh và theo quan sát của tôi, hầu hết các tuyến đường như là Nguyễn Văn Cừ hay là Hồ Tùng Mậu đều xảy ra tình trạng người dân vứt rác một cách bừa bãi ra môi trường. Chủ yếu là đồ ăn, thức uống dư thừa hay là túi ni lông, được vứt bất kể ở đâu, cho dù là có thùng rác ngay bên cạnh. Rác vứt ngay dưới đường đi, rác vứt quanh gốc cây ghế đá, rác có mặt ở khắp mọi nơi trên phố đi bộ thành phố Vinh. Không chỉ vậy, có những thùng rác được chủ quán kinh doanh bịt kín lại để tránh mùi hôi thối làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Và chỉ khi thấy có người nhắc nhở, họ mới tháo lớp băng dán ra như thế này. Phía thành phố cũng đã bố trí 101 thùng rác công cộng để đảm bảo môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân và du khách. Thế nhưng có những thùng rác chẳng hề có rác bên trong. Mình cũng cảm thấy là chưa hài lòng bởi vì ở phố đi bộ có rất nhiều thùng rác mà mọi người không sử dụng thùng rác. Mọi người tiện tay và ý thức của mọi người chưa được nâng cao và mọi người đã xả rác ở tại nơi công cộng. Có những lúc đi mình còn dầm vẩy rác. Đối với các hàng quán kinh doanh trên phố đi bộ, cũng đã được ban quản lý phố đi bộ quán triệt là phải thu gom rác, dọn vệ sinh sạch sẽ sau khi kết thúc hoạt động kinh doanh. Bên cạnh nỗ lực chấp hành vệ sinh của quán thì vẫn có những vị khách vô tư vứt rác không đúng nơi quy định. Mặc dù quán mình và cũng những cái quán xung quanh đều đã có bố trí thùng rác cho khách hàng rồi, tuy nhiên là một số khách thì vẫn đang có cái hiện tượng là mọi người vẫn vứt rác bừa bãi á, thì có thể là đó mọi người không để ý hoặc là mọi người không tìm thấy cái chỗ để vứt rác thôi. Nhưng mà cũng hy vọng là mọi người sẽ có ý thức hơn trong cái việc là giữ gìn vệ sinh chung cho phố đi bộ. Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh cũng như ban quản lý phố đi bộ đã phân công lực lượng thường xuyên đi tuần tra, nhắc nhở đối với những người tham gia phố đi bộ có hành động xả rác bừa bãi, bố trí thêm thùng rác di động, đồng thời tuyên truyền trên loa phát thanh về ý thức bảo vệ môi trường, tham gia phố đi bộ văn minh. Mặc dù vậy, tình trạng vứt rác vẫn diễn ra. Thì thực tế thời gian vừa qua là cái lượng người tham gia ở phố đi bộ rất đông và cái hệ thống thùng rác theo cái tính toán thì và thực tế là không đáp ứng nổi, không đáp ứng đủ cái nhu cầu. Vì vậy cái thời gian qua thì ngoài cái ý thức người dân là vứt rác không đúng nơi quy định rồi là tùy tiện thì chúng tôi đã nhắc nhở và yêu cầu các cái hộ kinh doanh là phải chủ động thu gom rác sau cái buổi kinh doanh. Ngoài ra thì để đáp ứng cái nhu cầu thực tế thì ban quản lý phố đi bộ đã báo cáo và đã bố trí thêm 30 cái thùng rác di động. Để ý thức chấp hành vệ sinh chung của người dân được cao hơn và những thùng rác phát huy được tác dụng của nó, có lẽ phải cần những biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa. Đặc biệt là mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức để giữ gìn và xây dựng hình ảnh phố đi bộ sạch đẹp văn minh.